Kênh bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và Rịa Vũng Tàu cho quý anh chị. Hôm nay em có một cái sản phẩm mặt tiền biển này nha, là một căn nhà đó có một lầu một trệt cho quý anh chị. Nói chung ở nhà bây giờ hiện tại nó đang cho thuê buôn bán đông quá nên em không tiện quay căn nhà nữa nha. Nói chung rất gần đây, cách mấy căn đây là tới thôi nha. Quý anh chị nào thiện chí thì em dắt xem nhà. Em xin nói là cái diện tích của căn nhà là 28m² nha. Đất ở tại nông thôn nha quý anh chị. Full thổ cư luôn. Để em quay khu này cho quý anh chị xem nha. Căn nhà mình mặt tiền biển này nha quý anh chị. Nói chung là đây là kinh doanh buôn bán rồi rất ok. Tại vì căn nhà của mình đang cho thuê phía trước á. Chủ nhà đang cho thuê buôn bán phía trước nên là em không tiện quay nha. Nói chung căn nhà bán chủ bán là 1.950 tỷ nha quý anh chị. Có một lầu một trệt ở trên nha quý anh chị. Đây nói chung rất gần nghỉ dưỡng buôn bán này, đây người ta tắm biển rất là đông nha. Có mấy anh chị không biết cái nói là biển Phước Tỉnh không tắm được, nhưng mà thực ra là dân đây tắm rất là lâu rồi nha quý anh chị, tắm đông đúc hết nha. Nói chung chiều chiều lại là khách mới tắm chứ không có tắm buổi trưa buổi sáng nha. Buổi sáng với buổi trưa là không có tắm được, mà chỉ tắm buổi chiều thôi, tầm 3-4 giờ trở về mới tắm được nha quý anh chị. Rất là đông luôn. Giá chủ đưa ra chỉ có 1.950 tỷ thôi, 1.950 tỷ thôi, có mặt tiền bờ kè buôn bán kinh doanh nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Mặt tiền mình 7m nha quý anh chị. Mặt tiền 7m, sâu vô 4m nha. Đây đông đúc luôn. Để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Thửa đất của mình là 224 tờ bản đồ 121, địa chỉ là xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 28.4m², sử dụng riêng đất ở tại nông thôn nha. Sử dụng lâu dài nha quý anh chị. Đây là sơ đồ vị trí của mình nha. Mặt tiền 7m nè. Đây mặt tiền 7m, sâu vô 4m nha quý anh chị. Một cạnh 4m, một cạnh 3m57 nè. Một cạnh 3m5, một cạnh 4m nha. Mặt tiền 7m. Căn nhà mình hai mặt tiền bê tông và mặt tiền nhựa nha, mặt tiền bờ cài cho quý anh chị. Rồi quý anh chị nào thích căn nhà này liên hệ cho em 0906779152. Rồi hẹn quý anh chị ở video tiếp theo nha. Rồi không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.